Minh được Tử Vi hoan hỉ chào đón cô bác, anh chị đã đến với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin được gửi lời chào, lời chúc tới cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, vạn sự hanh thông, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông để đón xem được những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Và quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận kênh Minh Đường Tử Vi. Chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là tử vi trọn đời tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969, báo hiệu chi kê từ năm 56 tuổi trở đi. Nếu như biết được cơ mệnh này thì sẽ hóa hung thành cát, tránh họa đắc phúc, giàu có cho đến hết trọn cuộc đời. Quý vị thân mến, trong video ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ đến quý vị về nội dung tử vi chọn đời cho người tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969, từ sau năm 55 tuổi, cần biết điều này, tránh họa đắc phúc, giàu sang chọn đời. Bí ẩn cuộc đời người tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969, khổ trước sướng sau, về già chỉ có giàu với sướng. Từ 55 tuổi trở đi, nếu biết những điều sau, tránh được tai ương, gặp thời đổi vận, về già an nhàn, giàu sang viên mãn. Thưa quý vị quý cô bác, tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969, người xưa có câu, cha mẹ sinh con trời sinh tính, vì vậy cuộc sống của người dù khó khăn thế nào, chỉ cần biết cách đối nhân xử thế, thì bản mệnh chắc chắn sẽ có đường thuận lợi, cát lành như mong muốn, kỳ thực trải qua hàng vạn kiếp luân hồi nhân sinh. Tính cách của một người khi sinh ra đã quyết định số phận hung cát, sang hèn của họ, đúng như câu nói ở hiền gặp lành. Giới tử vi cho biết, trong số 12 con giáp có tuổi Kỷ Dậu, được trời sinh có tính cách tuyệt vời, họ sống có tình có nghĩa, biết người biết ta, không chỉ thấu tình đạt lý, mà còn hiểu được cảm xúc người khác. Nhờ vậy mà xung quanh luôn có quý nhân phù trợ, bất kể ngoài đời, sóng gió hay chông gai, con giáp này luôn được giúp đỡ đúng lúc. Ngoài ra, những mối quan hệ của họ không những giúp họ vượt qua khó khăn mà còn đem lại nhiều tài vận, càng lớn tuổi họ càng giàu có, gia đạo cũng hưng thịnh. Đặc biệt trong chương trình ngày hôm nay, tuổi Kỷ Dậu là con giáp được luận giải về những bí ẩn may mắn nhất trong đời, dẫu trước đây gặp vô số khổ nạn, khiến Kỷ Dậu hao tiền, tốn của, bệnh tật đầy thân, chịu nhiều áp bức, bất công, nhưng từ nay trở đi, chỉ cần biết điều cấm kỵ này, thì mọi khổ đau trong đời lập tức xoay chuyển thành phúc lộc, may mắn đến tới tấp, giàu sang phú quý suốt đời. Vậy ba điều đó là gì? Thời cơ nào đang đến với tuổi Kỷ Dậu? Quý vị cần phải làm gì để nắm bắt vận may? Hãy cùng Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu ngay sau đây. Trên đầu tóc đã bạc nhiều, trán cũng nhăn rồi, mới thoáng chốc lên hàng năm rồi nhỉ, đã tồn tại trên đời năm thập kỷ, trong thâm tâm chưa kịp nghĩ mình già. Hơn nửa đời đã lẳng lặng trôi qua, đã vùng vẫy bao phong ba bão tố, khi sóng lặng bình tâm ngồi nhầm chỗ, được mất gì bởi duyên số cho ta. Còn điều gì day dứt tuổi xuân qua, cố làm nốt khi ta còn có thể, kẻo hối tiếc khi muộn màng đã trễ, chuyến đò chiều bên bóng xế chờ ta. Quý vị thân mến, Kỷ Dậu đã và đang đi qua 55 cuộc đời rồi, đối với hầu hết mọi sự đều đã sáng tỏ, thông suốt, đã xem nhẹ được rất nhiều chuyện, nghĩ thông suốt được rất nhiều đạo lý. Khi bước qua tuổi 55 và trải qua hơn nửa cuộc đời dài, với nhiều khó khăn và vất vả, lúc này, mọi thứ đối với Kỷ Dậu không còn quá quan trọng, mà điều bản mệnh quan tâm là sắp tới bản thân có khỏe mạnh và bình an hay không. Quả thực thời gian không buông tha bất cứ ai, có thể biến ta từ tuổi trẻ mạnh mẽ, sung sức, trở thành ông lão, bà lão tóc bạc, làn da đầy vết sạm nám. Cho dù Kỷ Dậu từng một thời oanh liệt hoặc đậm bạc thanh cao, dù ra sao, tất cả đều đã qua đi, đoạn đường nhân sinh kế tiếp, bạn đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Thực ra con người đã đi đến cái tuổi này, khổ sướng gì cũng đều đã trải qua, thế nên chúng ta ở hành trình cuối cùng của nhân sinh này cũng cần thản nhiên vượt qua. Người già có thể trông cậy vào chỉ có chính mình, nhất định phải chuẩn bị từ sớm, con cái đối với bạn là đạo lý. Hiển nhiên khi con cái đưa tiền cho bạn, cũng không cần cự tuyệt, trong cái thiện thì chữ hiếu đứng đầu, con cái hiếu kính bạn là tốt. Điều đó chứng tỏ bạn đã không giáo dục chúng một cách uổng phí, nhưng bất kể chúng đối với bạn tốt đến mấy, cũng chớ quên nhân sinh phải dựa vào chính mình.
Quãng đời còn lại ngàn vạn lần đừng dựa dẫm vào người khác. Mỗi ngày trôi qua, mệnh chủ chỉ cần vui vẻ, hạnh phúc là tốt rồi. Muốn đi du lịch thì cứ đi du lịch, làm những việc mà mình muốn làm. Người đã gần chạm mốc 60, có cái khổ nào mà chưa nếm trải, nhân sinh đã đi quá nửa hành trình, quãng đời còn lại, chỉ cần bạn đối đãi tốt với chính mình, đến khi bạn già rồi, bạn còn có thể dựa vào ai, chỉ có thể dựa vào chính mình mà thôi, ngoại trừ chính mình ra, ai cũng đều có khả năng rời bỏ bạn, đối với chính mình tốt một chút, như vậy đã là đủ rồi. Cả cuộc đời vất vả kiếm tiền, đến cuối cùng lại không đối tốt với chính mình, đến khi nhắm mắt xuôi tay, liệu ai sẽ là vì bạn mà thật lòng rơi nước mắt? Chính vì thế, bản mệnh hãy cứ đối tốt với bản thân mình, đừng nghĩ nhiều như vậy. Tuổi Kỷ Dậu giống như chú gà luôn giữ tinh thần tập trung cao độ, giữ gìn của cải, bảo vệ những người thân yêu. Đến khi bỗng quay đầu nhìn lại, 55 tuổi cũng là 55 năm cuộc đời buồn vui, sướng khổ, sang hèn, vinh nhục. Tuổi trẻ Kỷ Dậu đã phải bôn ba nhiều vì không có chỗ dựa, nhưng luôn được thần Phật bảo hộ bình an, hậu vận phát đạt. Người này nếu có chí hướng thì sẽ tốt hơn vì mưu lược. Biết tính toán lại có số mệnh tương sinh hòa hợp, làm ăn thịnh đạt, nếu không có chí hướng thì chỉ bình bình qua ngày, no cơm ấm áo, không phải dư giả. Trong cuộc sống, Kỷ Dậu nổi tiếng là những người sống rất thẳng thắn và kiên định, có lập trường riêng, bởi vậy mà tuổi Kỷ Dậu được nhiều người ngưỡng mộ, kính nể. Người tuổi Kỷ Dậu khi làm việc rất chăm chỉ, cẩn thận, chu toàn, họ có thể đảm nhiệm nhiều vai trò, vị trí khác nhau và luôn hoàn thành công việc một cách xuất sắc. Tuổi Kỷ Dậu thường là những người có tầm quan trọng, ảnh hưởng lớn đối với đám đông, cộng đồng, mọi lời nói, hành động của họ đều được người khác tán thưởng, hưởng ứng. Tính cách của con giáp này thích động chứ không thích tĩnh, họ thích đi chơi đến những chỗ náo nhiệt và làm quen với những người bạn mới. Họ biết cách đối nhân xử thế, biết cách để lấy được lòng tin của đối phương, mở rộng mối quan hệ của mình, làm lợi cho công việc cũng như cuộc sống sau này. Trong mắt mọi người, đây là con giáp phóng khoáng, nhưng rất trầm ổn, có quyết tâm, có lòng kiên trì khi khó khăn ập tới. Biết cách xử lý vấn đề từng chút một, chú ý đến từng chi tiết, dùng chi tiết để áp đảo toàn cục, nhờ thế mà luôn luôn dễ dàng giành được thành công. Cuộc đời Kỷ Dậu tuy không được người thân giúp đỡ nhiều, nhưng thường tạo được nhiều mối quan hệ thân thiết, được bạn bè giúp đỡ nhiều. Người xưa nói, ngũ thập nhi chi thiên mệnh, nghĩa là 50 tuổi mới có thể thông suốt chân lý của tạo hóa, tức là hiểu được mệnh của trời. Ở tuổi này đã nắm vững quy luật tự nhiên và xã hội, biết được xu thế của thời cuộc, nên công việc thường thuận lợi và dễ dàng đi đến thành công. Bước qua tuổi 55, người ta bỗng thấy rất nhiều cảnh tượng khác biệt đến trong đời, không ồn ào, náo nhiệt như thời thanh xuân, cũng chưa đến lúc muội lạnh cho tàn, như tuổi xế chiều, mà là từ nay trở về sau, sống thoải mái cùng ai đó, hoặc có thể một mình, gặp chuyện mệt mỏi thì có thể buông tay, nghỉ ngơi một chút, tranh đua với đời làm chi rồi cũng về với cát bụi, bản mệnh sẽ hiểu ra rằng, lấy lòng người khác không bằng tự mình sống hạnh phúc, thanh thản. Đã đi qua hơn 50 năm, cuộc đời tuổi Kỷ Dậu đừng để người khác quấy động tâm thái an bình, từ 55 tuổi trở về sau. Có thể yên tĩnh một chút cũng tốt, không cần phải chen vào những cuộc tranh luận đúng sai, cũng không cần vui cười một cách miễn cưỡng. Từ 55 tuổi trở về sau, bạn hãy trở thành một người ôn hòa, hiền lành, nhưng đừng vì thế mà trở nên nhạt nhòa, ủy khuất mình, từ 55 tuổi trở về sau. Những gì trước đó mệnh chủ chưa tha thứ được thì hãy làm ngay bây giờ, đời người chẳng mấy chốc, nhân sinh như giấc mộng, hư ảo rồi vụt biến. Còn sống được ngày nào phải an vui, chứ đừng ôm hận thù trong tâm, hãy dặn mình phải thản nhiên và mở rộng tấm lòng, bởi vì ai ai cũng nên được hạnh phúc cả. Xét về số mệnh của tuổi Kỷ Dậu 1969, cả một đời đều đang bận rộn, mệt mỏi, bôn ba, dù cho vất vả bao nhiêu, sau cùng đương sự thấy vẫn có rất nhiều việc không thể hoàn thành được. Kỷ Dậu cả một đời đều đang tằn tiện, tích cóp dành dụm, sau cùng dù cho rè sẻn bao nhiêu tiền bạc, vẫn không bao giờ thấy đủ. Kỷ Dậu cả một đời đều đang chịu đựng, nhường nhịn, sợ hãi, nhưng dù cho cẩn thận thế nào, mệnh chủ vẫn đắc tội với không ít người, một đời Kỷ Dậu đều đang đọc, đang viết, đang cảm ngộ. Nhưng dù có thông minh bao nhiêu, vẫn phải đối diện với không ít lần thua thiệt, Kỷ Dậu cả một đời cố gắng, bao nhiêu cử chỉ, bao nhiêu hành động, sau cùng vẫn không tránh khỏi những điều tiếc nuối. Từ tuổi 55 về sau, đứng bên kia sườn dốc của cuộc đời mà nhìn, tôi đã hiểu được rằng thế giới thật rộng lớn và bản thân mình thật nhỏ bé. Có những sự tình không cần phải xem nó nặng đến như vậy. Mệnh của Kỷ Dậu vốn đã rất khổ, rất mệt, không cần cứ mãi chỉ thích bàn, bởi vận trình không phải lúc nào cũng như ý. Thuận buồm xuôi gió, không cần phải cưỡng ép bản thân chống lại trời đất, đã cố gắng hết mình rồi, dù cho kết quả thế nào cũng đều được cả. Chuyện nơi thế gian không ai nắm chắc được vĩnh hằng.
Lúc này, Kỷ Dậu hiểu được rằng đời người thật quá ngắn ngủi, không cần thiết phải tính toán quá chi li, những việc không hiểu được, thế thì không cần phải hiểu, có những người không phỏng đoán được, thì không cần phải phỏng đoán, có những lý lẽ không khai thông, thì không cần phải nghi ngờ. Thêm nữa, những việc không vui trước đây hãy đem nó cất giữ ở một góc gió, nơi không có ai. Vậy nên, Kỷ Dậu tự nhắc nhở bản thân mình, tôi có thể không được hoàn mỹ, nhưng nhất định phải chân thực, tôi có thể không giàu có, nhưng nhất định phải vui vẻ. Từ năm 55 tuổi trở đi, Kỷ Dậu đã hiểu được rằng, đừng làm khó bản thân, đừng bởi những người mình không thích mà đánh mất niềm vui, đừng bởi những người chỉ vụt thoáng qua trong sinh mệnh đó mà lưu luyến không thôi, cũng không cần phiền não với từng áng mây thoảng qua. Kỷ Dậu hãy sống vì bản thân, dù cuộc sống cho ta điều gì đều thản nhiên, vui vẻ đón nhận, đây mới là thái độ sống tốt nhất. Đừng làm khó bản thân, cũng đừng bắt chước người khác, hãy là chính bản thân mình, làm tốt con đường mình đã chọn, làm tốt những việc trong phận của mình, cuộc sống mà mình mong muốn. Còn xét theo vận trình cuộc đời, thì người tuổi Kỷ Dậu vẫn đạt được sự may mắn khi bước sang tuổi trung niên, khi mà mọi sự đều thuận buồm xuôi gió, tất nhiên không tránh được những khó khăn bước đầu. Song khi vượt qua được những điều đó, thì cả một tương lai tươi sáng đang chờ họ phía trước, thành công càng ngày càng thêm rực rỡ. Người tuổi Kỷ Dậu nhờ bản tính chân thực, tốt bụng, mà cuộc đời này họ luôn được quý nhân ở bên, nên chẳng điều gì có thể cản được bước chân họ, dễ dàng giành được vị trí cao như mong muốn. Tuy nhiên, thành công có rồi cũng nên khiêm tốn, bởi số của bản mạnh dễ trở thành mục tiêu ngắm bắn của kẻ tiểu nhân. Điều tệ nhất là ngủ quên trên chiến thắng mà không hề hay biết. Trong khoảng thời gian mình nghỉ ngơi, thì những người khác đã vượt qua từ rất lâu rồi, vì vậy nên luôn tự nhắc bản thân để không phạm phải sai lầm đó. Vận tài lộc của người tuổi Kỷ Dậu chẳng tầm thường chút nào. Cuộc đời người này sống trong nhung lụa, tài lộc phần nhiều do chính tay bạn tạo ra. Một điểm nổi bật của con giáp này là rất biết cách giữ tiền. Có tiền trong tay là tuổi Kỷ Dậu sẽ nghĩ cách để tiền bạc càng ngày càng sinh sôi, nảy nở, càng ngày càng giàu có, sung túc hơn người. Vận mệnh tử vi chọn đời người tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969. Về phương diện công danh, sự nghiệp, trời ban cho trí thông minh hơn người, tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 có thể nhận thấy được nhiều cơ hội kiếm tiền. Tuy vậy, thời trẻ tuổi họ có tính cách hấp tấp và bốc đồng, nên thường gặp vài trắc trở trong sự nghiệp. Đến độ tuổi 40, đây là thời điểm chín muồi để người này tạo nên tiếng vang lớn trong lĩnh vực đang hoạt động, khẳng định vị thế bản thân mình. Người đàn ông tuổi Kỷ Dậu thuộc mẫu người đàn ông tài trí hơn người, nhạy bén và dũng cảm. Khi còn nên thiếu, họ đã không ngại dấn thân vào con đường sự nghiệp. Dù gian khó nhưng không bao giờ từ bỏ. Từ hai bàn tay trắng, người tuổi này đã gặt hái được nhiều thành công nhất định. Vào những năm đầu lập nghiệp, nhưng vì tự cao, tự mãn mà thất bại nhiều, chỉ có càng về sau tích lũy được kinh nghiệm, sự nghiệp mới bền vững, phát triển rực rỡ, công thành danh toại. Kỷ Dậu nữ mạng phải trải qua khá nhiều gian truân, vất vả ở tiền vận, sự nghiệp luôn biến động ở trung vận. Bước sang đến hậu vận thành công rực rỡ, lúc này quý cô mới được thảnh thơi, an nhàn, tận hưởng những thành quả đã gây dựng được. Người tuổi Kỷ Dậu thường có khuynh hướng làm nghề tự do, nhưng họ cũng thích làm việc lớn cho xã tắc. Nhiều người tuổi ấu thơ, thiếu niên, thanh niên, rất hàn vi khổ cực, song chủ yếu càng về sau càng phát đạt. Đa số Kỷ Dậu hay nhận được sự hỗ trợ đắc lực từ những người bạn bè, người thân, con cháu trong gia đình. Trong công việc, tuổi Kỷ Dậu hết mình bùng cháy, đam mê, không bao giờ chán nản, mệt mỏi. Mỗi khi gặp khó khăn, họ đều tự mình giải quyết, không dựa dẫm vào bất kỳ ai. Những người tuổi này thích hợp với những công việc đòi hỏi sự cẩn thận, tỉ mỉ. Người tuổi Kỷ Dậu nếu khắc phục được những nhược điểm thì sẽ đạt được nhiều thành tựu nổi bật trong cuộc đời, sớm thành công viên mãn, như là cần tránh tâm lý, thích hư vinh. Phải chú ý thực tiễn khi đề ra kế hoạch, gặp sai lầm, khuyết điểm thì phải đối mặt xử lý, chứ không nên trốn tránh, bỏ mặc, gạt bỏ tính ích kỷ trong mọi hoàn cảnh. Khi giải quyết công việc, phải biết lắng nghe ý kiến của người khác, trong mọi trường hợp phải đề phòng người khác giới dụ dỗ, sẽ dẫn tới phá tan sự nghiệp. Xét phương diện tài lộc, tử vi chọn đời tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969. Người tuổi Kỷ Dậu từ khi còn nhỏ đã nuôi dưỡng lý tưởng cao xa, tham vọng to lớn, cứ mỗi khi túng thiếu hay khó khăn là tự nhiên lại có cơ hội kiếm tiền đến với họ. May mắn thoát khỏi nguy nan, nhờ có tầm nhìn xa trông rộng nên cuối cùng họ cũng thực hiện được ước mơ của mình và thu được nguồn lợi không tồi. Có điều, nên chú ý một điều, đừng mải mê kiếm tiền, háo hức tiêu tiền mà không nghĩ tới chuyện tích lũy lâu dài. Dù có muốn đầu tư sinh lời thì cũng phải tìm hiểu kỹ càng, cân nhắc lợi hại mới đưa ra quyết định nhé. Cô bác tuổi Kỷ Dậu trong cuộc đời cũng có được của cải đất đai của mình, nhưng phải bị tổn thất nhiều lần mới có được.
Nếu cô bác cứ kiên trì tận dụng những cơ may và tích lũy tiền kiếm được, thì về cuối đời sẽ có khối tài sản khổng lồ, được an dưỡng tuổi già bình yên. Những tuổi Hạp với tuổi Kỷ Dậu trong sự làm ăn, đó là những tuổi Tân Hợi, Nhâm Tý, Giáp Dần, Đinh Tỵ. Những tuổi Đại Kỵ, tuổi Kỷ Dậu gặp tuổi Kỵ trong sự làm ăn thì nên tránh, không nên giao thiệp về tiền bạc, đó là các tuổi Kỷ Dậu, Ất Mão, Mậu Ngọ, Đinh Mão, Bính Ngọ và Quý Mão. Về phương diện sức khỏe của tuổi Kỷ Dậu dù là ở giai đoạn nào trong cuộc đời cũng sẽ phải chịu ảnh hưởng, cũng may là phần lớn bệnh tật không quá nghiêm trọng. Tuy nhiên sẽ khá dai dẳng, bản mệnh cần phải tự nâng cao sức đề kháng, đồng thời giữ cho tinh thần vui vẻ để giảm bớt nguy cơ mắc bệnh. Cô bác tuổi Kỷ Dậu cũng dễ mắc các bệnh liên quan đến phổi và đường hô hấp, đặc biệt khi hiện nay những bệnh dịch lạ, dịch nhiều tràn lan hay cúm xuất hiện, cô bác cũng cần che chắn đề phòng cẩn thận. Vì khi ốm hoàn toàn có thể sẽ không dễ chịu hơn người khác, chính vì sức đề kháng của cô bác yếu, bệnh lâu khỏi, cứ dai dẳng mãi không thôi, cô bác nên ăn các món ăn bổ âm, nhuận phổi, đeo khẩu trang khi ra ngoài và ăn nhiều thực phẩm giàu vitamin C như cam, bưởi, ớt, cải xoăn, súp lơ, vừa tốt cho sức khỏe, vừa chống oxy hóa, tăng cường miễn dịch mạnh mẽ. Ngoài ra, trong cuộc sống, cô bác cũng nên khoan dung độ lượng, đừng quá khắt khe với con cái và những người xung quanh, nên bỏ qua và nhìn thoáng hơn để cuộc sống dễ chịu. Về phương diện tình cảm gia đạo, người tuổi Kỷ Dậu luôn vun đắp cho ngôi nhà nhỏ bé của mình, với họ gia đình có yên vui đầm ấm thì sự nghiệp mới có nền tảng để phát triển. Người vợ hay người chồng tuổi Dậu cũng đều biết cách quan tâm, chăm sóc cho mái ấm của mình. Dù hành động thể hiện sự quan tâm ấy có hơi vụng về, nhưng đó là tình cảm chân thành xuất phát từ trái tim của họ. Thông thường, nam giới sinh năm Dậu hay thích những phụ nữ ưa hoạt động bởi vì họ thích thể hiện bản thân, muốn người khác biết được tài năng và trí tuệ của mình. Vì thế họ thường nhận được sự coi trọng của nữ giới, tuy thích thể hiện bản thân nhưng họ sẽ không quá đà hoặc làm những chuyện nổi loạn bởi lòng tự trọng khống chế rất mạnh ý thức của họ. Nam giới tuổi Kỷ Dậu thường thích để tình cảm, tình yêu nảy nở một cách tự nhiên. Họ thích thể hiện và cũng biết cách để người khác thấy được tài năng, trí tuệ của mình. Chính vì thế, họ thương được nhiều cô gái yêu mến và theo đuổi. Tuy nhiên, nam giới tuổi Kỷ Dậu cũng giống các chàng tuổi Hợi, thường dễ dao động trong tình yêu. Người đàn ông tuổi Kỷ Dậu rất yêu gia đình nhỏ của mình. Họ thường giúp vợ việc nhà để tạo nên bầu không khí hòa thuận, ấm êm. Nhiệm vụ chính mà họ đặt ra và phấn đấu là xây dựng một sự nghiệp vững vàng và chăm lo tốt cho gia đình. Khác với các tuổi khác, nữ giới tuổi Kỷ Dậu có tính cách khá mạnh mẽ, họ chủ động trong tình yêu. Sức hấp dẫn từ những người con gái tuổi Dậu khiến cho rất nhiều đàn ông phải ngẩn ngơ, họ được nhiều người khác phái theo đuổi. Đường tình duyên của những người phụ nữ tuổi Kỷ Dậu đa số gặp được nhiều may mắn, thuận lợi. Họ sớm xây dựng cuộc sống gia đình với người bạn đời tâm đầu ý hợp. Những người này khéo léo trong cách tạo dựng mối quan hệ với người khác, bởi vậy họ được mọi người xung quanh yêu quý. Trong hôn nhân, cuộc sống gia đình của tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969, nam mạng, khá viên mãn, vợ chồng hòa thuận, con cá vâng lời. Bên cạnh đó, cô bác tuổi Kỷ Dậu nên giữ thái độ dĩ hòa vi quý với các anh em họ hàng để có nhiều mối quan hệ tốt đẹp với người thân. Trong quãng đường đời sẽ có lúc khó khăn, được anh em giúp đỡ tận tình hoặc sẽ được họ hỗ trợ phát triển sự nghiệp. Tuổi Kỷ Dậu nữ mạng là người thích hoạt động hướng ngoại, nhưng trong thực tế họ cũng rất đảm đang với công việc nội trợ trong gia đình. Họ không hay trách mắng chồng con và ngược lại họ cũng không chịu nổi trách mắng mình. Họ yêu cầu một sự bình ổn trong tình yêu và hôn nhân. Người đàn ông tuổi Kỷ Dậu rất yêu gia đình nhỏ của mình. Họ thường giúp vợ việc nhà để tạo nên bầu không khí hòa thuận, ấm êm. Nhiệm vụ chính mà họ đặt ra và phấn đấu là xây dựng một sự nghiệp vững vàng và chăm lo tốt cho gia đình. Và bây giờ sẽ là mục được nhiều quý vị anh chị đang chờ đợi từ đầu chương trình tới giờ, đó là vận trình tử vi năm mới 2024, tức tuổi Kỷ Dậu 56 tuổi, và đặc biệt là cách hóa giải vận hạn cho tuổi Kỷ Dậu có một năm mới may mắn, bình an và giàu có. Đánh giá chung, bước sang năm 2024, người tuổi Kỷ Dậu được báo hiệu sẽ có bước nhảy vọt gấp nhiều lần so với năm ngoái, được cục diện ngân hàng hợp hỗ trợ, thêm nhiều cát tinh soi chiếu, vận khí năm rồng hanh thông, làm ăn ngày càng thuận lợi, tiền bạc gia tăng không ngừng. Năm 2024 hứa hẹn là năm để người cầm tinh con gà lấy lại những gì đã mất trước đó. Đánh giá từng phương diện công việc, làm ăn tốt, cục diện nhị hợp nâng đỡ, lại có chính quan tác động, sẽ mở ra cơ hội thăng tiến mạnh mẽ cho bản mệnh. Công việc làm ăn mở rộng quy mô, thay đổi hình thức mới, hợp tác làm ăn lớn hơn,
thu về lợi nhuận nhiều hơn so với năm ngoái. Thay đổi công việc, học tập lĩnh vực mới đều khả thi trong năm nên chủ động nắm bắt. Tài lộc rất tốt, chính tài cát thần báo hiệu sự gia tăng mạnh mẽ về tài lộc, dù là người làm công hay làm tư, làm chủ đều đạt được mục tiêu tiền bạc như mong đợi. Kinh doanh buôn bán có lộc, một vốn bốn lời nên mở rộng thêm các khoản đầu tư ngoài luồng hoặc nghề tay trái cũng được phát huy ưu thế, mang về thêm nhiều nguồn thu cho đương số. Có điều nên thận trọng trước ảnh hưởng của hung tinh, ví như cạm bẫy răng sẵn, sơ sẩy là tiền mất tật mang. Sức khỏe tốt, đa phần sức khỏe tốt, không mắc bệnh nghiêm trọng nhưng ốm đau vặt khó tránh. Một số nữ kỷ dậu đón tin vui con cháu, ngoài ra đi đứng cẩn thận, đề phòng té ngã hoặc va quệt xe cộ, nhẹ nhàng thôi nhưng cũng đủ gây phiền nhiễu cuộc sống. Tình cảm, gia đạo trung bình, có dấu hiệu rạn nứt bắt đầu xuất hiện trong gia đình, nếu vợ chồng không đồng lòng giải quyết, e rằng sẽ có chia ly. Hàm chì mang đào hoa sát, báo hiệu sự xuất hiện của người ngoài cuộc xen ngang tình cảm lứa đôi, không tỉnh táo thì khó mà thoát ra được. Một số cặp đôi đón tin vui về việc con cái, người độc thân có thể được giới thiệu một vài mối, nhưng đa phần không thành. Cách hóa giải vận hạn bằng phong thủy may mắn cho người tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969. 1. Phật bản mệnh của tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969. Mỗi con giáp đều có một vị Phật hoặc Bồ Tát bảo vệ, che chở và phù hộ cho mình, tùy vào ngày sinh hoặc ngày kết hôn, gọi là Phật độ mệnh, Phật bản mệnh hoặc Phật hộ mệnh, thông qua 12 nhân duyên, thiên can, địa chi và 5 yếu tố cơ bản là đất, nước, gió, lửa, không khí. Phật giáo Mật Tông đưa ra 8 vị bản tôn chủ quản cho 12 con giáp. Trong 12 con giáp này, Phật bản mệnh tuổi Dậu là Vô Động Tôn Bồ Tát. Vô Động Tôn Bồ Tát là vị Bồ Tát tượng trưng cho sự tỉnh táo, trí tuệ, lý tính. Ngài phù trợ cho chúng sinh biết phân biệt thị phi, nắm bắt cơ hội trên đường đời. Nhận được sự bảo hộ của Vô Động Tôn Bồ Tát, nếu người tuổi Kỷ Dậu mang theo người những vật tượng trưng của Ngài hoặc dốc lòng thờ cúng, sẽ được Bồ Tát che chở, bảo vệ, Ngài sẽ dẫn đường chỉ lối cho họ vượt qua gian nan, thử thách, hóa giải kiếp nạn, nhận được nhiều may mắn, cả đời an lành. Vô Động Tôn Bồ Tát nổi tiếng với lời chú, người nhìn thấy thân xác ta sẽ có được Bồ Đề Tâm, người nghe rõ tên ta sẽ biết cải tà quy chính, người hiểu được lời răn dạy của ta sẽ thông thái tuệ hiền, người thấu được lòng ta sẽ tu thành chính quả. Trong cả đạo Phật Trung Quốc và Phật giáo Tây Tạng, Ngài là một hình tượng quan trọng được chúng sinh thờ phụng và sùng bái. Tên gọi khác của Ngài là Bất Động Kim Cang, Bất Động Minh Vương, Bất Động Tôn, Vô Động Tôn, Vô Động Tôn Bồ Tát, mật hiệu là Thường Trụ Kim Cang. Là một trong bát đại minh vương của Phật giáo Mật Tông, Ngài phù hộ cho chúng sinh tránh khỏi gian nan, kiếp nạn, không dao động khi đối mặt với khó khăn. Vô Động Tôn Bồ Tát có hình tượng dữ dằn, thần tướng uy mãnh của Ngài có thể khiến cho ác quỷ, ác ma trông thấy phải khiếp sợ, nhắc nhở chúng sinh giữ vững cái tâm tu hành. 2. Chọn tuổi hợp với Kỷ Dậu, sinh năm 1969. Tuổi Kỷ Dậu hợp với tuổi Sửu và tuổi Tỵ, tam hợp quý nhân mang lại may mắn, tiền tài, phúc lộc, vì vậy tuổi Kỷ Dậu nên hợp tác, giao hảo với người tuổi Sửu và tuổi Tỵ để tăng hiệu quả trong việc làm ăn và nhận được nhiều may mắn trong cuộc sống. Người tuổi Dậu, kỵ nhất là tuổi Tý, tuổi Ngọ và tuổi Mão, nếu kết hợp làm ăn với tuổi này, vận thế sẽ đi xuống nhiều. 3. Hướng phong thủy. Nam mệnh Kỷ Dậu 1969, hợp, kỵ hướng nào? Hướng hợp, hướng Bắc sinh khí, hướng nhiều cát lợi, người trong nhà thành công, có địa vị xã hội, con cháu thông minh, hiển đạt, thành công về sự nghiệp. Hướng Đông phúc đức, nhiều phúc, làm nhà hướng này thịnh vượng, có cả công danh lẫn tiền tài, con cái ngoan ngoãn, phát triển tốt và gặp nhiều thuận lợi. Hướng Nam thiên y, xem hướng nhà theo tuổi, làm nhà theo hướng này rất tốt, làm nhà hướng này giàu có, nổi danh. Người trong nhà ăn ở hài hòa, lương thiện, nữ giới tốt hơn nam giới, nhưng không sao, nam tuổi Dậu vẫn có thể ở được. Hướng Kỵ, hướng Đông phục vị, hướng nhà này có yếu tố âm thịnh dương suy, nên phụ nữ được lợi, nhưng tổn hại cho nam giới, dẫu cho làm ăn không tồi. Và con cháu đông đúc, nhưng vì có nam mệnh làm chủ nhà, nên tốt nhất là không ở, nhà này rất hại tới con trai, hầu như nam giới đều yểu mệnh. Hướng Đông Bắc tuyệt mệnh là hướng cực xấu, nhà này xấu cả về tài lộc, lẫn con người, kinh tế khó khăn, nhân khẩu ít ỏi, phụ nữ mắc bệnh khó chữa, sinh con cái khó nuôi. Hướng Tây Nam ngũ quỷ, nhà này tác động xấu tới sức khỏe của các thành viên, nhiều việc thị phi nhiễu nhương, kinh tế kém phát triển, người mẹ mắc bệnh và mất sớm. Hướng Tây Bắc họa hại, hướng nhà này ban đầu thi vượng nhưng không giữ được lâu, dần suy bại, lại xuất hiện nhiều tai ương, phụ nữ gặp họa, khó sinh, nhất là trưởng nữ,
hướng Tây lục sát, nhà này vốn cũng không tệ, nhưng càng về sau càng kém, âm thịnh dương suy, nên có chủ là nam giới lại càng xấu, nam mệnh chết trẻ, trưởng nữ trong nhà đau ốm, yếu ớt. Nữ mệnh Kỷ Dậu 1969, hợp, kỵ hướng nào? Khi làm nhà hướng hợp, hướng đông bắc sinh khí, hướng nhà cực tốt cho nữ tuổi Kỷ Dậu, không những làm ăn thịnh vượng, có nhiều đất đai mà con người cũng tốt đẹp, nhưng nhà này không vượng lâu vì ảnh hưởng của sao sinh khí thuộc hành mộc. Hướng tây bắc phúc đức, hướng nhà này đại diện cho thành công và giàu có, con cháu thông minh, hiền đạt, gia đình hài hòa, hạnh phúc, người trong nhà khỏe mạnh, sống lâu là hướng rất tốt. Hướng tây thiên y, nhà hướng này âm thịnh dương suy, con gái nhiều, con trai ít, nhưng điểm tốt là gia đình có phúc, làm ăn cũng tốt, dù sau đó sẽ suy kém đi một chút, nữ giới ở trong ngôi nhà này tương đối hợp, không bị khắc. Hướng kỵ, hướng tây nam phục vị, hướng nhà này lúc đầu có phúc, nhưng ngắn ngủi không lâu dài, nam giới yểu mệnh, nữ giới làm chủ nhà nhiều quá phụ. Hướng bắc tuyệt mệnh, nhà này làm ăn rất kém, thường xuyên thất bại, người trong nhà sức khỏe không tốt, hay bệnh tật, nhất là người con trai thứ có nguy cơ chết yểu. Hướng đông nam ngũ quỷ, nhà này làm ăn dễ suy bại, nghèo túng, đói khổ, lại hay gặp chuyện thị phi, xung đột, có tranh chấp tài sản, nhà ít con trai, người mẹ ốm yếu. Hướng đông họa hại, nhà này tưởng tốt, nhưng chỉ được một thời gian ban đầu, sau đó kém dần, người chịu tổn thương nhiều nhất là phụ nữ lớn tuổi trong nhà. Hướng nam lục sát, nhà hướng này vốn có lộc, nhưng sau xuống dốc, âm thịnh dương suy, nên nhà ít con trai, có con trai thì cũng yếu ớt, ốm đau, mất sớm. 4. Màu sắc phong thủy hợp mệnh Kỷ Dậu, sinh năm 1969. Màu tương sinh, hỏa, màu đỏ, cam, hồng, tím. Màu bản mệnh thổ, màu vàng, nâu. Màu kém may mắn, tím, trắng, xám, ghi, bạc. Màu tương khắc, mộc, thủy, màu xanh lá, xanh nước biển, đen. Các màu sắc hợp khắc mệnh kể trên cũng được ứng dụng vào việc lựa chọn màu xe, trang phục, trang trí nhà cửa hay mua vòng tay phong thủy, giúp bạn có thể chọn được những gam màu tốt lành, tương sinh, thương hợp để mang lại may mắn cho chính mình. Tiếp theo là vận mệnh của quý vị cô bác tuổi Kỷ Dậu 1969 theo từng tháng sinh âm lịch. Tháng 1 âm lịch, tháng Tân Xuân, tuổi Kỷ Dậu sinh tháng này đa tài nghệ, sáng tạo, giỏi giang, sinh vào thời điểm này trong năm, chuyện cơm ăn áo mặc không cần phải lo lắng, sức khỏe tốt, đa phần là người có tuổi thọ cao, họ có phúc phần, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, vận số cuộc đời tốt đẹp, tài lộc khá, công danh tươi sáng. Tháng 2 âm lịch, tháng 2 âm là tiết kinh chập, tuổi Kỷ Dậu sinh tháng này, bát tự trong bộ tứ hành xung, Tý, Ngọ, Mão, Dậu, bản mệnh gặp nhiều khó khăn, gian nan trên con đường lập nghiệp, song bản thân tâm đức thích làm việc thiện, cố gắng phấn đấu không ngừng, tương lai khá hơn, hậu vận an nhàn. Tháng 3 âm lịch, sinh vào tiết Thanh Minh, là người rất thông minh, nhạy bén, có tài ứng biến linh hoạt, người này được hưởng phúc tổ tiên, thành danh sớm, cuộc sống sung túc, con cháu đông vui. Tháng 4 âm lịch, sinh vào Tết Lập Hạ, là người chí khí, có tài văn chương và năng lực chỉ huy, do có tính kiêu ngạo nên không được lòng người. Trong đời hay gặp một số rắc rối trong công việc, cần chú ý lời ăn tiếng nói, kẻo đắc tội với người quyền thế, ra đường cần đề phòng cẩn thận, tránh gặp nguy hiểm. Tháng 5 âm lịch, tháng 5 là Tết Mang Trùng, tuổi Kỷ Dậu có cuộc sống ổn định, sự nghiệp thăng tiến theo lộ trình, xứng đáng với công lao và sức lực mà bản mệnh cống hiến, cuộc sống vật chất đầy đủ, ít phải đau đầu về cơm áo gạo tiền. Tuy cũng có lúc thất bại, nhưng cơ bản công danh của con giáp này không tồi, tài năng được trọng dụng, trong cuộc đời luôn có bạn bè, quý nhân giúp đỡ, sự nghiệp dần ổn định, cuộc sống sung túc, đủ đầy. Tháng 6 âm lịch, tháng 6 âm là tiết Tiểu Thử, trời đất mùa hè, dương khí bao trùng, tuổi Kỷ Dậu sinh tháng này, nghị lực phi thường, yêu thích chinh phục, tính cách độc lập, tự cường, mặc dù có gặp khó khăn, thử thách, bản mệnh luôn biết tạo động lực để phấn đấu và vươn lên. Tháng 7 âm lịch, sinh vào tiết Lập Thu, là người thông minh, nhạy bén, có ý chí quyết đoán, nếu biết cố gắng vươn lên sẽ có thu nhập cao và trở nên giàu có. Tháng 8 âm lịch, là người thông minh, nhanh nhẹn, có ý chí vượt lên khó khăn gian khổ, cuộc sống thường tốt đẹp, sự nghiệp thành công, danh lợi vẹn toàn. Tháng 9 âm lịch, sinh vào tiết Hàn Lộ, là người tự lập, phong lưu, gặp nhiều thuận lợi, nếu biết tự vươn lên trong cuộc sống thì con đường tài danh sẽ rộng mở, cả đời được vui vẻ, hưởng phúc. Tháng 10 âm lịch, người tuổi Kỷ Dậu sinh vào tiết Lập Đông, có tài năng, nhưng trong đời gặp nhiều chuyện không vui, nếu muốn thành công phải nhờ vào sự giúp đỡ của người khác. Tháng 11 âm lịch, người sinh vào tiết Đại Tuyết, công danh sự nghiệp không ổn định, số mệnh vất vả, gặp nhiều bất lợi,
phải tự thân vận động. Tháng 12 âm lịch, sinh vào tiết Tiểu Hàn, thường có tài năng hơn người, tuy vậy lại khó thành công trong sự nghiệp. Số này có lộc, nhưng mệnh ngắn, khó được hưởng phúc trọn vẹn. Quý vị thân mến, đời người Kỷ Dậu muốn bình an, hưởng phúc, có 3 điều cấm kỵ chớ nên phạm phải. Điều cấm kỵ thứ nhất, tiếc nuối. Trong bộ phim Họa Hổ Tàng Long, có câu thoại đại ý rằng, khi bạn nắm chặt hai tay, không có bất cứ thứ gì bên trong đó. Nhưng khi bạn mở rộng bàn tay, thế giới đều ở trong lòng bàn tay bạn. Nhiều lúc lý do khiến người ta mệt mỏi, chính là bởi tiếc nuối quá nhiều thứ. Điều nên từ bỏ lại tiếc nuối không muốn từ bỏ. Việc không nên cố chấp thì nhất định kiên trì, thời gian lâu dần, không những mệt người mà lòng cũng đau khổ. Người có trí tuệ thực sự là người có thể cho đi và dám cho đi, đôi khi chỉ là những điều nhỏ bé như từ bỏ những xã giao xã hội không cần thiết mới có thể có thời gian ở bên gia đình mình, từ bỏ nhiều khát vọng mới có thu hoạch được một cuộc đời vui vẻ, đơn giản. Chịu từ bỏ là một dạng lĩnh ngộ, một dạng rộng lượng, một dạng trí tuệ, cũng là một dạng cảnh giới của đời người. Chịu bỏ cái nhỏ, có được cái nhỏ, chịu bỏ cái lớn, có được cái lớn, không bỏ, cũng không có được gì. Chỉ những người biết cách đưa ra lựa chọn, kiên trì với những gì họ nên kiên trì và từ bỏ những gì họ nên từ bỏ mới có thể sống một cuộc sống hạnh phúc trong một xã hội trọng vật chất này. Điều cấm kỵ thứ hai, không buông bỏ được. Điểm yếu nhất của con người luôn luôn có liên quan với việc không buông bỏ được. Việc không buông bỏ được, một đoạn tình cảm sớm đã chết yểu, một người quả quyết rời bỏ mình, quả thật sau này nghĩ lại sẽ thấy rất không đáng. Khi bạn lưỡng lự và chìm đắm trong việc buông tay hay không buông tay, hạnh phúc ngay trước mắt mà bạn nên trân trọng cũng đi qua mất. Cầm một cốc nước lâu tay sẽ mỏi, vác một chiếc túi lâu vai sẽ mỏi, một người trong lòng có quá nhiều thứ, thời gian dài sẽ bị áp lực nghiền nát. Nhà văn hiện thực người Pháp từng nói, trong sóng gió lớn của cuộc đời, chúng ta cần phải học cách của những người thuyền trưởng, vứt bỏ hàng hóa nặng nề. Để giảm trọng lượng cho con tàu, con thuyền của cuộc sống cũng không thể chịu đựng quá nhiều chấp niệm, không thể chịu quá nhiều ràng buộc. Khi nỗi đau của quá khứ trộn lẫn với những rắc rối của hiện tại, đó là một cực hình tinh thần cho bất cứ ai, chúng cũng không mang lại bất kỳ lợi ích nào. Vì thế, có một số người cần buông bỏ thì nên buông bỏ, có một số chuyện cần quên đi thì nên quên đi, đừng để những người không đáng được trân trọng và những chuyện không đáng để ghi nhớ, cất giữ trong trái tim mình. Khi có được học cách trân trọng, khi mất đi học cách cảm ơn, buông bỏ quá khứ, chia tay với những gì đã qua, không để ký ức trở thành sự ràng buộc. Đây không phải là một sự mất mát, mà là một sự giải thoát, bỏ qua cho chính bản thân mình. Điều cấm kỵ thứ ba, không nhìn rộng được. Cả đời người chắc chắn sẽ gặp phải rất nhiều điều không như ý. Bạn giữ thái độ sống như thế nào, thì bạn sẽ có cuộc sống như thế. Gặp chuyện có thể nhìn rộng, nhìn nhận vấn đề một cách thản nhiên, nở nụ cười, đối mặt với cuộc sống, thì mới có thể nhìn xuyên qua sương mù, có được ánh sáng trong đêm tối tăm. Con người sống ở trên đời, nếu sợ gặp phải những khó khăn trong sự nghiệp, những thất bại trong tình cảm, những cú sốc trong cuộc sống, khi gặp chuyện sẽ có những cảm xúc bi quan, tiêu cực, thì không cách nào thoát khỏi trầm cảm và tự làm hại bản thân mình. Trong đời, mỗi người đều gặp phải những con đường không thể đi qua được, những đạo lý không thể nhìn thấu được và những người không thể đoán định được. Cũng sẽ trải qua rất nhiều khó khăn và cản trở, gặp phải những cay đắng và đau khổ, và phải những chuyện bất lực và không nắm bắt được. Đi qua rồi, quay đầu nhìn lại, cũng chẳng qua là chuyện thường thôi. Vạn sự nhìn rộng rồi chính là trí tuệ, cũng là sự trưởng thành. Nhìn không rộng thì sẽ trở thành một gánh nặng tâm lý, một cực hình. Gặp chuyện có thể nhìn rộng hơn, tâm tình cũng đơn giản hơn và cả người cũng nhẹ nhàng hơn. Cả đời người nói ngắn cũng không ngắn, nói dài cũng không dài. Sống tốt hay không, sống mệt mỏi hay không, đều là do bản thân suy nghĩ như thế nào, hành động như thế nào. Chịu cho đi mới có được nhiều, thua được mới có được chiến thắng trong tương lai, buông bỏ được mới có thể cầm lên được, nhìn rộng được mới có được sự tự tại. Vâng, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chia sẻ hết phần luận giải của Minh Đường Tử Vi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.